Kính thưa quý vị, tàu cá của ngư dân Việt Nam lại bị tàu của Trung Quốc khống chế. Sáng ngày 29 tháng 5, bà Nguyễn Thị Bình, mẹ của thuyền trưởng kiêm chủ tàu cá, anh Lê Văn Kiến, 29 tuổi, ở Quảng Bình cho biết, vào khoảng 7 giờ sáng hôm qua, ngày 28 tháng 5, anh Kiến đã gọi điện thoại về nhà, báo tàu của anh đã bị tàu của Trung Cộng khống chế và áp tải chạy về phía của Trung Quốc từ lúc 4 giờ sáng. Qua điện thoại, anh Kiến cho biết tàu của Trung Quốc lớn lắm, dùng súng phun nước lùa tàu của anh, bắt phải chạy theo hướng dẫn của họ. Nếu chống lại thì bị tàu của Trung Quốc dùng súng phun nước xịt vào tàu. Quá lo lắng, bà Bình đã chạy đi khắp nơi cấp báo từ chính quyền địa phương cho đến đồn biên phòng, nhưng đã không có giới chức năng nào có bất cứ hành động nào. Khi bị tàu Trung Quốc mang số hiệu 788 bắt giữ và áp tải chạy về phía Trung Quốc, tàu của anh Kiến đang hành nghề ở vị trí cách Đà Nẵng khoảng 120 hải lý, nằm giữa vùng biển Đà Nẵng và Hoàng Sa. Theo lời của bà Bình, vì ở xa đất liền nên điện thoại lúc được, lúc không, do sóng yếu. Đến khoảng 10 giờ sáng thì anh Kiến lại gọi về, báo đã thoát được tàu của Trung Quốc. Tuy nhiên, tín hiệu điện thoại lại chập chờn nên người nhà nghe không rõ. Đến khoảng 14 giờ 30 chiều, gia đình mới liên lạc lại được. Điện thoại cũng rõ hơn và được cho biết tàu của anh Kiến đã trốn được tàu của Trung Cộng. Lúc đó gia đình mới an tâm phần nào. Bà Bình cho biết, tàu nhà ra khơi vào ngày 26 tháng 5, dự kiến đi từ 12 đến 15 ngày. Trên tàu có 8 thủy thủ và anh Kiến. Sau khi thoát nạn, anh Kiến đã quyết định tiếp tục ở lại ngoài khơi đánh bắt cá. Theo bà Bình, chắc do nhiên liệu và thực phẩm còn nhiều mà chạy vào không tiếp tục đánh bắt nữa thì sẽ bị lỗ, nên anh Kiến đã quyết định chưa quay về đất liền.